Chương 11 Chương 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đồng Nguyễn ôm đầu đờ ra, tỳ hưu tinh liền thật vui vẻ ở trong phòng xoay quanh quyển, sương trắng lượng lờ, đem cả phòng hung đến nóng hầm hập, tỳ hưu tinh còn đắc ý nói, vậy thì là trong truyền thuyết tài vận. Đồng Nguyễn vừa nghe càng tức giận. Bị nồng nặc tài vận vây quanh trước, một mực nàng mình nhưng phát không được tài, đồng Nguyễn càng nghĩ càng uất ức bỗng nhiên mở ra điện thoại di động đèn flash, trực tiếp nhắm ngay con kia tiện hề hề thỏ tử tinh. Thỏ tử tinh gào gừ kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt liền lưu trở về nàng lòng bàn tay, đồng uyển vẫn là chưa hết giận, hung tận tự nói. Ta ngày mai sẽ đi bệnh viện làm cái la điểm chí, không tin đi không được cái này vô hố bớt. Tiểu tỷ tỷ, không muốn a, à, nhân gia còn rất yếu đuối, sẽ bị thiêu chết a a a. Lòng bàn tay truyền đến kịch liệt tiếng kháng nghị, Đồng Nguyễn dường như chưa phát hiện, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu Baidu laser điểm chí muốn bao nhiêu tiền, bệnh viện nào hiệu quả tốt nhất. Nàng coi như lòng bàn tay thiêu cái ba cũng phải đem này bảy người đông tây lộng đi. Mang theo một luồng oán khí, Đồng Nguyễn cấp tốc xác định rõ bệnh viện, thỏa mãn để điện thoại di động xuống, quay về lòng bàn tay nói rằng. Con thỏ nhỏ, thỏa thích hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi, ngày mai hai ta liền muốn bi bi, chúc ngươi nhiều may mắn. "Cô không, chúc ngươi kiếp sau đầu thai ở kẻ ác trên người, tuyệt đối đừng đến khanh ta." Thỏ tử gào gừ một tiếng sẽ khóc. "Tiểu tỷ tỷ, biệt đốt ta, ta rất hữu dụng, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể đem ta tài vận hấp trở về sao?" Đồng Uyển lạnh lùng hỏi ngược lại. "Ta, ta đuôi đứt đoạn mất, hấp bất động a." Thỏ tử tinh khởi điểm còn có chút không muốn, thấy Đồng Uyển thái độ kiên quyết, nhất thời thét to có thể có thể có thể, chỉ cần biệt thảo ta, ta cái gì đều có thể. Thật sự. Đồng Nguyễn Hoài nghi nhìn nó. Chính xác trăm phần trăm, ngươi ngày mai sờ sờ gian nguyên tiểu ca ca, ta bảo đảm đem ngươi tài vận hấp trở về. Thỏ tử tin lời thề son sắc nói rằng. Này thỏ tử tin thực sự quá hãm hại, đồng Nguyễn rất là hoài nghi, nhưng lại không nhịn được tưởng thử một lần. Nói không chắc vẫn đúng là có thể tìm về mình tổn thất tài vận đây. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đồng nguyễn cùng Giang Nguyên liền thẳng đến sân bay, hai người đuổi một ngày đường, rốt cục đến miêu ngu truyền thông vị trí cao ốc, Giang Nguyên để đồng nguyễn ở đối diện quán cà phê chờ hắn, đồng nguyễn nhưng thái độ khác thường, biểu thị mình thân là bảo tiêu, nhất định phải hết chức trách theo lão bản, toàn tâm toàn lực bảo đảm lão bản an toàn. Giang Nguyên có chút muốn cười, hắn chính là thuận miệng nói, nha đầu này còn tưởng là thật, sơn thôn nhỏ lý có gây sự lưu manh, Hải Thành đâu đâu cũng có quản chế, ai dám ban ngày ban mặt đến đánh hắn a? Hai người cùng đi tiến vào cao ốc, đứng cửa thang máy, Giang Nguyên cười nói: Ngươi ở đại sảnh chờ là tốt rồi, nơi này đâu đâu cũng có bảo an, khẳng định không ai dám tìm ta phiền phức. Nhưng mà Đồng Uyển vẫn là không muốn đi. Thỏ Tử Tinh còn không đem tài vận hấp trở về đây, hiện tại để cho chạy Giang Nguyên chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Giang Tiểu Ca. Mắt thấy trước Giang Nguyên liền muốn bước vào thang máy, Đồng Nguyễn không nhịn được kêu hắn lại. Còn có chuyện gì? Giang Nguyên quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt đặc biệt nhu hòa, đừng nóng vội, hợp đồng ta đã xem qua, không cái gì bất ngờ rất nhanh sẽ có thể thêm xong, đến thời điểm ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn A. Cảm ơn ngươi A. Đồng Nguyễn chớp trước một đôi mắt to, một bên cùng Giang Nguyên kéo dài thời gian, trong lòng không ngừng mà dục thỏ tử tinh ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn sờ hắn mò hắn. Thỏ tử tinh còn ở nỗ lực chơi xấu. Tiểu ca ca như thế xoái, đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thật sự muốn hút đi hắn tài vận sao? Như vậy quá không tử tế a a a. Đồng Nguyễn trong lòng nói. Ta đã đưa tiểu ca ca hai đại ba tài vận hảo ma. Hắn đối với ta ân tình ta đã sớm mấy trăm mấy ngàn lần báo đáp, lần này chỉ là muốn cầm lại ngươi ngày hôm trước lộ ra đi tài vận mà thôi, hơn nữa ngươi đắc làm rõ, này tài vận nguyên bản chính là ta. Là ta. Được rồi. Thỏ tử tinh âm thanh nhược nhược. Thật sự thật sự muốn hấp sao? Đồng quyển. Hấp hấp hấp, không hấp liền nướng ngươi. Câu này uy hiếp tác dụng cực kỳ trọng yếu, lòng bàn tay hơi một năng, thỏ tử tinh lặng lẽ dò ra cái đuôi nhỏ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đồng Nguyễn đưa tay ra, cười hít mắt ở Giang Nguyên trên cánh tay vỗ một cái. Tiểu Ca Ca, chúc ngươi nhiều may mắn a. À. Nữ hài tử tay nhỏ mềm mại, xúc cảm trước mặt mấy lần như thế tốt, chỉ là chẳng biết vì sao, Giang Nguyên cảm giác được lần này không có mấy lần trước như vậy thoải mái. Phản phất có món đồ gì lặng lẽ trốn tự. Hắn lắc đầu, quan đi này kỳ quái ý nghĩ, xoay người đang muốn ly khai, Đồng Viễn lại kêu hắn lại tiểu ca ca coi như ký kết không thành công cũng đừng thương tâm ngươi dài đến đẹp mắt như vậy ở nơi nào đều có thể phát tài nữ hài tử nói thật hai mắt thật to chăm chú theo dõi hắn ánh mắt có chút quỷ dị tựa hồ đang quan sát trước cái gì giang nguyên cảm thấy rất là lạ phi thường là lạ hắn còn muốn hỏi mấy câu nói với hắn cùng nhau chờ thang máy một cái đại thúc rốt cục thiếu kiên nhẫn này ngươi đến cùng còn có đi hay không a à? hiện tại tiểu tình nhân, dài đến rất đẹp, không nghĩ tới tính cách như thế nét mực, không phải là tọa cái thang máy mà, cùng sinh ly tử biệt tự, này cũng chờ bao lâu. Giang Nguyên hơi đỏ mặt, cũng như chạy trốn vọt vào thang máy. Đồng Nguyễn lại không lưu ý câu nói này, nàng đã thuận lợi tìm thấy Giang Nguyên, lòng bàn tay cảm giác thật giống hút tới món đồ gì, vào lúc này chính thấp thỏm bất an chờ kết quả ni. Cũng không biết thỏ tử tinh đến cùng dựa vào vô căn cứ, nàng tài vận có thể hay không cầm về. May là gia nguyên không làm cho nàng chờ quá lâu, thậm chí ngay cả nửa giờ cũng chưa tới, hắn liền mang theo bao đi ra. Đồng quyển lén lút quan sát vẻ mặt của hắn, phát hiện tiểu ca ca xem ra có chút tiếc nuối, lại mang theo vài phần ung dung, hoàn toàn phán đoán không ra hợp đồng đàm như thế nào đến. Đây rốt cuộc là thành vẫn là không thành a? Tiểu ca ca, ngươi đàm làm sao? Nàng há miệng, đang muốn nói chuyện giang nguyên hướng về phía nàng khoác tay áo một cái nói rằng đi ta mời ngươi ăn ăn ngon đồng nguyễn chính quan tâm trước mình tài vận trở về không đây nào có tâm tình ăn đồ ăn lôi kéo hắn vạt áo vấn đạo vậy ngươi đến cùng đàm thành không có không có giang nguyên thản nhiên nói tuy rằng không phải rất vui vẻ nhưng cũng nhìn không ra đến có bao nhiêu khổ sở dĩ nhiên thật không có đàm thành ý tứ là tiểu ca ca lần này không bắt được bút lớn ký kết kim. Con kia khanh so với thỏ tử tinh lần này dĩ nhiên hữu dụng. Đồng Nguyễn Tâm tình phức tạp, vừa đồng tình tiểu ca ca, lại hài lòng mình rốt cục không cần lại lậu tài, do dự chốc lát, không nhịn được vấn đạo. Tại sao không đàm thành A? Bình Đài yêu cầu ta ló mặt trực tiếp. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta không muốn, vì lẽ đó liền không đàm thành. Tịnh không có nói cho đồng uyển công ty phó tổng thấy hắn chân nhân sau đó thậm chí đồng ý tăng cao gấp đôi ký kết kim chỉ yêu cầu hắn trực tiếp thời điểm khai máy thu hình tình cờ phối hợp công ty tham gia một ít tuyến dưới hoạt động thậm chí còn hội dẫn hắn tham gia tống nghệ tiết mục điều kiện tốt khiến lòng người động rất nhiều chủ bá đều chờ mong cơ hội như vậy hắn nhưng không vui tại sao không muốn liền ngay cả đồng nguyễn cũng không thể lý giải đại gia không phải đều muốn nổi danh sao Nàng từ trước làm vận động viên thời điểm, cũng khát vọng mặt mày rạng rỡ đứng lĩnh thưởng trên đài, Giang Tiểu Ca rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, lại không chút do dự từ bỏ. Ta chính là kiếm lời cái sinh hoạt phí mà thôi, không muốn bởi vì ảnh hưởng này cuộc sống của chính mình. Giang Nguyên thuận miệng giải thích một câu, thấy Đồng Uyển vẫn là một mặt mộng bức, liền cười cợt, đưa tay chỉ bên cạnh một cái ăn mặc rộng lớn áo gió nam nhân, hỏi Đồng Uyển: Ngươi biết người kia là ai sao? đồng Nguyễn quay đầu nhìn sang. Giang Nguyên chỉ vào chính là một cái gầy gò cao cao nam nhân trẻ tuổi, rõ ràng là đại hạ thiên, người kia nhưng mang theo mũ khẩu trang kính râm, cả người bao vây chặt chẽ, phản phất người không nhận ra tự. Chẳng biết vì sao, đồng Nguyễn cảm thấy người này tự hồ có chút quen mặt. Người này thật giống là. Nàng tự lẩm bẩm trước, Giang Nguyên cười hiếp mắt công bố đáp án. Người kia là Ngụy Vũ Duệ, tới nơi này tham gia hoạt động người kia dĩ nhiên là ngụy vũ duệ đồng nguyễn vẻ mặt lập tức liền cứng lại rồi gia nguyên cho rằng nàng là nhìn thấy minh tinh quá kích động liền cười giải thích ta đi ký kết thời điểm đụng tới hắn đi vào thời điểm lén lén lúc lúc đi ra thời điểm cũng là lén lén lúc lúc liên cửa chính cũng không dám đi hoặc thành bộ dáng này có ý gì đây hắn nguyên bản đối ký kết kim có chút tâm động nhìn thấy cái này đang hót tiểu thịt tươi ở đại hạ thiên bao vây thành này tấm đức hạnh sau, lúc đó liền thay đổi chủ ý. Bất kể như thế nào, hắn tốt xấu là chân thật con nhà giàu, trong nhà của cải mua lại toàn bộ miêu ngu truyền thông cũng là thừa sức, hà tất vì vài đồng tiền ném mất tự do đây. Giang Nguyên vỗ vỗ đồng uyển vai, nói rằng, đi thôi, ca nói được là làm được, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đồng Nguyễn Nguyên bản còn đang ngẩn người, nghe vậy lập tức gật gật đầu còn đặc biệt hiểu ý nói rằng tiểu ca ca ngươi ngày hôm nay không ký kết thành công chúng ta không ăn bữa tiệc lớn ta ăn bánh màng thầu là tốt rồi nhìn nữ hài tử thật lòng mặt gia nguyên có chút buồn cười đang muốn nói chuyện dư quan của khóe mắt nhìn thấy bên cạnh có người cúi đầu chính đại bước tới bên này đi tới dĩ nhiên là vẫn trốn trốn tránh tránh ngụy vũ duệ hắn không nhớ rõ mình nhận thức cái này tiểu thịt tươi a à. Hắn tới nơi này làm gì? Giang Nguyên chính nghi hoặc trước, liền nhìn thấy Ngụy Vũ Duệ đi thẳng tới Đồng Uyển trước mặt, ngữ khí kích động nói: "Uyển Uyển, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là biết ta ngày hôm nay ở chỗ này, đặc biệt tìm đến ta sao?" Giang Nguyên: "Cái gì quỷ, này tiểu thịt tươi là ở với hắn gia tiểu bảo tiêu nói chuyện. Còn gọi thân thiết như vậy? May là Đồng Uyển là một người hợp lệ bảo tiêu." vẫn rất có nghề nghiệp thao thủ, thấy Ngụy Vũ Duệ lại đây, nàng lập tức lui về phía sau một bước, đứng Giang Nguyên bên cạnh, mặt không biến sắc nói rằng. Ta là Giang Tiên Sinh Bảo Tiêu, bồi tiếp hắn đến nói chuyện, vị Tiên Sinh này ngài là ai? Viễn Nguyễn, ta là Vũ Duệ, ta là sư huynh ngươi A. Ngụy Vũ Duệ phản phất rất khó vượt qua, hắn lấy xuống kính râm, đã từng mê đảo vô số thiếu nữ hoa đào mắt mở thật to, ưu thương nhìn chầm chầm đồng biển. Ta là nhị sư huynh ngươi a, à, ngươi đã quên đi rồi ta sao? Một câu nhị sư huynh gọi đắc tình thâm ý thiết, gia nguyên thiếu một chút thổi phù một tiếng bật cười. Này ngụy vũ duệ nhìn dài đến ra dáng lắm, làm sao vừa mở miệng liền tự xưng nhị sư huynh a, à, không biết còn tưởng rằng hắn là trư bác giới đây. Ai biết đồng nguyễn lạnh nhạt nói rằng, hóa ra là nhị sư huynh a, à, ngươi khỏa đắc như thế kính, ta cũng chưa nhận ra được đây. Có điều ngươi hiện tại là nghệ nhân vẫn là theo ta giữ một khoảng cách tốt hơn, không phải vậy bị người khác nhìn thấy bị hư hỏng ngươi hình tượng. Nữ hài tử đàn Hoàng trịnh trọng nói chuyện, gian Nguyên một cái lão huyết thiếu một chút không phun ra ngoài. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Đồng Uyển loại này cao lãnh dáng vẻ. Ngụy Vũ Duệ phản phất bị chọc vào cái gì chỗ đau, lo lắng nói rằng: "Uyển Uyển, ngươi nghe ta giải thích." Nhưng mà chưa kịp hắn giải thích, Đồng Uyển bỗng nhiên lui về phía sau một bước dùng một loại khuếch đại ngữ khí thép to trời à, ta không phải nhìn lầm ngụy vũ duệ dĩ nhiên ở đây nàng âm thanh lại cao lại lượng vừa dứt lời một đám tiểu nữ sinh không biết từ đâu nhi xông ra vừa chạy vừa hỏi có thật không ngụy vũ duệ thật sự ở đây sao a a a a đúng là nhà ta tiểu duệ duệ ta ở mặt trước tồn lâu như vậy không ngồi xổm hắn dĩ nhiên ở chỗ này duệ ca ca ta hảo yêu ngươi nga ta mang đến ngươi thích ăn nhất chocolate, còn thân hơn tay cho ngươi chiếc khăn quàng cổ. Đoàn người phần phật xông tới, những người ái mộ nhiệt tình không thể tưởng tượng, tuổi trẻ tiểu cô nương môn phấn đấu quên mình hướng về trước chen, Ngụy Vũ Duệ rất nhanh sẽ bị một đoàn fans vây nhốt, mà một chốc lát này, Đồng Nguyễn đã hoàn mỹ phát huy một cái nghề nghiệp bảo tiêu kỹ năng, che chở Giang Nguyên lui ra đoàn người. Điên cuồng tới rồi fans đem cao ốc nhập khẩu chen cái nước chảy không lọt, Giang Nguyên cùng Đồng Nguyễn ngồi ở đối diện một nhà quán cà phê, nhìn ngoài cửa sổ người ta tấp nập cảnh tượng, thật dài thở vào nhẹ nhõm. Nếu không là Đồng Nguyễn phản ứng rất nhanh, hắn liền muốn bị này quần điên cuồng fans cho chen chết. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới nhấp một hớp cà phê, hỏi Đồng Nguyễn. Ngươi cùng Ngụy Vũ Duệ là quan hệ gì? Đồng Nguyễn mặt không hề cảm xúc nói rằng. Trước bạn trai cũ. Giang Nguyên hắn là thật không nghĩ tới đồng nguyễn bạn trai của ngoại trừ cái kia vừa nhìn liền rất cường hào bá đạo tổng tài còn có cá nhân khí tiểu thịt tươi này muội tử nhìn cùng đinh đương hưởng bạn trai cũ đúng là một cái so với một kẻ có tiền a à. gia nguyên không nhịn được vấn đạo ngươi tại sao biết hắn đồng nguyễn gặm điểm tâm ngọt hững hờ nói rằng ngụy vũ duệ trước đây là sư huynh của ta a à, chúng ta đều là học tán đã hắn xuất ngủ sau mới tiến vào giới giải trí. Bị đồng viễn như thế vừa đề tỉnh, Giang Nguyên cũng nhớ tới đến, cái này Ngụy Vũ Duệ là vận động viên xuất thân, đoạt giải sau có nhất định nổi tiếng, liền bắt đầu tham gia tống nghệ tiết mục, bởi vì hình tượng không sai vừa học quá võ thuật, còn khách mời quá mấy bộ nổi danh động tác tảng lớn, hiện tại đã là giới giải trí nóng bỏng tay tiểu thịt tươi. Không nghĩ tới cùng đồng viễn còn có đoạn này ngọn nguồn. Hắn mặt chốc lát, lại hỏi, vậy các ngươi tại sao không có ở đồng thời, ta thấy hắn đối với ngươi. Này tiểu thịt tư nhìn thấy uyển uyển kích động như vậy, rõ ràng là cựu tình chưa xong dáng vẻ. Đồng uyển đang bề bộn trước ăn điểm tâm đây, bị gia nguyên hỏi tới hỏi lui có chút phiền, không vui nói. Hắn phát hỏa sau liền ký kết công ty, công ty không cho phép nghệ nhân lén lút đàm luyến ái, chúng ta liền biệt ly chứ, hắn bây giờ đối với ta ma ma tức tức, nhưng ta nếu như thật muốn với hắn nối lại tiền duyên, ngươi nhìn hắn còn dám sao? Hắn đúng là tưởng lén lén lúc lúc liên hệ ta, ta còn không có hứng thú với hắn ngoạn trốn miêu miêu đây, ngày nắng to suy nhiều như vậy, cũng không sợ ngộ ra rông đến. Đồng Nguyễn một mặt xem thường, gia Nguyên nghĩ thầm, nha đầu này nhìn không có tim không có phổi, đúng là rất sách đắc thanh. Hắn cười híp mắt đưa cho đồng Nguyễn cùng nơi điểm tâm, nói rằng, ngươi làm đúng, vì lẽ đó ta không thêm cái kia hợp đồng, liên đàm luyến ái tự do đều không có, nhân sinh đều ít đi lạc thú. Hai người ngồi ở trong quán cà phê xem trò vui, một lát sau, đoàn người rốt cục tản đi, mà ngụy Vũ Duệ bóng người đã sớm biến mất rồi. Đồng Nguyễn một tay cầm lấy một cái bánh gato, tô, hỏi Giang Nguyên. Tiểu ca ca, chúng ta muốn đi nơi nào? Đương nhiên là về thôn nghỉ hè. Giang Nguyên một thân ung dung nhất lên bao, đạo, thành phố lớn quá làm ầm ĩ, vẫn là trong thôn mát mẻ, tiểu thúc thúc ngày mai sẽ trở về, đến thời điểm chúng ta uống ma cô măng thang. Đồng Uyển trong lòng nhưng ghi nhớ trước một chuyện khác. Giang tiểu ca tài vận không còn, này nàng tài vận đâu? Nàng tài vận lúc nào đến a? À? Nàng đã không thể chờ đợi được nữa. Nàng gõ gõ bàn tay, có chút hưng phấn hỏi thỏ Tử Tinh. Con thỏ nhỏ, nói mau, ta tài vận làm sao đến, đến bao nhiêu? có thể hay không giống như bọn họ giàu to. Chương 12 Chương 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đồng viễn đầy cõi lòng chờ mong chờ, nhưng mà thỏ tử tinh lại bắt đầu giả ngu, bất luận nàng làm sao bấm bàn tay, hàng này trước sau không chịu nói nữa. Gia Nguyên ngồi ở đối diện nàng, liền nhìn thấy nàng không ngừng mà ngắt lấy bàn tay của chính mình, trắng mịn lòng bàn tay đều bấm đỏ, hắn nhìn một lúc, không nhịn được vấn đạo, ngươi lòng bàn tay làm sao? Sợ tiền đồng bớt lộ ra, đồng Nguyễn lập tức thu về tay, mặt không biến sắc nói rằng. Lòng bàn tay bị mũi cắn một cái, có chút dương, bấm một cái là tốt rồi. Nói xong lại hỏi Giang Nguyên. Lão bản, nếu như không chuyện gì, ta hiện tại có thể xin nghỉ một ngày sau. Giang Nguyên thoải mái đáp ứng rồi. Ngươi có chuyện gì liền đi thôi, ta nâng cốc điếm vị trí phân phát ngươi. Đồng Nguyễn nói tiếng cảm ơn, quét lượng cùng chung xe công thức một, trực tiếp chạy về phía gần nhất bệnh viện. Không cho con thỏ kia tinh điểm màu sắc nhìn, nó liền không biết mình bao nhiêu cân lượng đi, dĩ nhiên lại cho nàng giả chết. Điểm chí phí dụng không cao, Đồng Nguyễn tính toán một chút tiền của mình còn đủ, liền ngồi ở thu phí nơi trước trên ghế dài, một lần cuối cùng vấn đạo. Thỏ tử tinh, ngươi thật sự không ra. Vẫn giả chết thỏ tử tinh rốt cục không giấu được, âm thanh rung lập cập vô cùng đáng thương. Tiểu tỷ tỷ, biệt thiêu ta, ta biết sai rồi, ta thật sự sai rồi. Đồng Nguyễn nghe lời này có chút không đúng. Sai rồi là có ý gì? Ta tài vận đâu? Nàng âm trầm ngắt lấy lòng bàn tay, lẽ nào ta phát không được tài? Ta thiếu mất nửa đoạn đuôi, tài vận không thủ được. Thỏ tử tinh ẩn nút nàng móng tay, âm thanh càng ngày càng thấp, coi như hút đi bọn họ tài vận, cũng đến không được trên người ngươi, ngươi ngẫm lại, ta hiện tại chính là cái bay hơi khí cầu, hấp nhiều hơn nửa khí cũng vô dụng thôi. Ngoà tào, coi như tâm thái cho dù tốt, đồng nguyễn giờ khắc này cũng đặc biệt nhớ đánh người. Hóa ra nàng bạch hút Giang nguyên tiểu ca ca tài vận, đến không được trên người nàng có ích lợi gì. Còn không bằng để Giang nguyên phát một bút đây. Nàng tức giận đến xoay người liền muốn đi giao tiền điểm chí, thỏ tử tinh lại gọi lên chờ đã, ta hữu dụng, ta rất hữu dụng, ta còn có những khác dùng. Cái gì dùng? Đồng Nguyễn giao tiền tay dừng một chút. Ta có thể hấp tài vận. Thỏ tử tinh cấp tốt nói rằng, ngươi xem ai không hợp mắt, ta liền hút đi hắn tài vận, đem hắn biến thành nghèo rớt mồng tơi. Đồng Nguyễn. Mấy giây sau, nàng đem tiền trang cải lại túi, cưỡi xe đạp trở về khách sạn. Giang Nguyên mới vừa định hảo gian phòng không bao lâu, thấy nàng trở về nhanh như vậy, vấn đạo. Chuyện của ngươi xong xuôi. Không xong xuôi. Đồng Nguyễn nói, còn đang suy nghĩ có muốn hay không làm. Giang Nguyên cảm thấy nha đầu này càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng trước một khắc còn ý chí kiên định đi làm sự, vào lúc này lại muốn chậm rãi cân nhắc. Hắn đem phòng thẻ ném cho Đồng Nguyễn, lại đưa cho nàng một bình nước hoa, nói rằng Phi cơ ngày mai về Tấn Dương Thị, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nói không chắc còn muốn đánh nhau đây được vừa nghe nói muốn đánh nhau đồng nguyễn lập tức thoải mái đáp ứng rồi còn biểu thị mình muốn đi phòng tập thể hình luyện một lúc ngủ tiếp bảo đảm ngày mai thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng nàng một ngày một ngàn khối tiền lương giang nguyên yên lặng giật giật khóe môi quyết định mình cũng tìm cái thời gian luyện thật giỏi luyện tổng trốn ở nữ hài tử phía sau cái cảm giác này thực sự là uất ức a à. buổi tối tính toán thời gian hắn bấm chính mình tiểu thúc thúc điện thoại. Tiểu thúc thúc, ngươi sự tình xong xuôi sao? Lúc nào trả lời quan? Đầu bên kia điện thoại, Giang Thừa Phỉ âm thanh mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi không phải đi hải thành sao? Trả lời quan làm gì? Lấy hắn đối Giang Nguyên hiểu rõ, này cháu trai bị nuông chiều trước lớn lên, trong tay có tiền nhất định phải đi lãng, tuyệt đối không thể yên phận ở tại một chỗ. Huống hồ hắn biết Giang Nguyên gần nhất phát ra bút tiểu tài, không đạo lý còn muốn thiên lý xa xôi lại về này làng nhỏ đi. Ai biết Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta không cam lòng a." À. Không hiểu ra sao bị người đánh một trận, không trở về đi kiếm rõ ràng, ta ngủ đều uất ức hoảng. Hắn là Giang gia trưởng tôn, Giang thị tập đoàn tiểu thiếu gia, từ nhỏ muốn gió có gió muốn mưa có mưa, sống lớn như vậy, ngoại trừ mấy năm gần đây bị hạn chế tiêu dùng, còn không chịu thiệt thòi gì đây. Kết quả ở trong đạo quan ở mấy ngày, mỗi ngày đều có người đến gây sự, không phải tạp nhà chính là muốn đánh hắn, nếu không là Đồng viện ở, không thể thiếu muốn ai mấy đòn hắc quyền. Nếu là liền như thế ảo não chạy, hắn đời này đều không cam lòng. Tiểu thúc thúc, ngươi chẳng lẽ không trở về nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Giang Nguyên mình không cam lòng, cũng giật dây Giang thừa phỉ, phòng của ngươi đều bị tạp thành như vậy, liên tự tay loại món ăn đều bị người dẫm ngươi liền như thế ảo não chạy trốn. Này không phải phong cách của ngươi A à, tiểu thúc thúc. Ta ngày mai vé máy bay trở lại. Giang thừa phỉ lạnh lùng đáp một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Giang Nguyên để điện thoại xuống, tâm tình khoái trá mở ra trực tiếp. Người gây chuyện hẳn là đồng nhất bác, có tiểu thúc thúc ở, hắn mừng rỡ ung dung, mỗi ngày đậu đậu đồng viễn muội tử kiếm lời điểm hơi nhỏ tiền còn không phải Mỹ tư tư. Giang Nguyên tâm tình không tệ, đồng nguyễn tâm tình liền không tốt như vậy đêm khuya yên tĩnh lý nàng chính nằm ở trên giường cùng thỏ tử tinh thảo luận mình tài vận vấn đề thỏ tử tinh vẫn như cũ là này phó túng bao dáng dấp nhược nhược cùng với nàng trang quan ức tiểu tỷ tỷ ta là thật sự tụ không được tài a à, ngươi nhìn một cái ta đuôi cái này khổng vẫn lậu lắm hấp nhiều hơn nữa cũng vô ích còn không bằng đem tài vận đưa cho đẹp để tiểu ca ca môn nói xong trả lại đồng nguyễn xem mình đuôi ngắn Mặt vỡ nơi có cái tiền đồng trạng khổng, ti ti sương trắng từ chỗ ấy nhẹ nhàng đi ra, rất nhanh sẽ biến mất ở bốn phương tám hướng. Đồng Nguyễn làm sinh khí không có cách nào. Ngươi này nửa đoạn đuôi đi đâu rồi, có thể hay không tìm trở về bù đắp A. Nàng tức giận hỏi. Ta cũng tưởng A. Thỏ tử tinh khóc đắc càng thảm hại hơn. Ta đuôi 40 năm trước liền bị này xấu đạo sĩ cho xả đi rồi, đều lâu như vậy rồi, trời mới biết hắn ở nơi nào A tên kia khẳng định dùng ta đuôi phát ra đại tài, ta nếu có thể tìm tới hắn, nhất định hút sạch hắn tài vận, để hắn nếm thử làm nghèo rất mồng tơi tư vị. Thỏ tử tinh hiển nhiên cũng đối đạo sĩ kia canh cánh trong lòng, nhấc lên hắn thì đỉnh đầu giác đều đứng lên đến rồi, đồng nguyễn mắng cú rác rưỡi, đưa nó chạy về lòng bàn tay, tự mình tự ngủ đi tới. Ngày thứ hai rơi xuống máy bay, cùng Giang Nguyên cùng đi ra khỏi sân bay thời điểm, nàng lại nhìn thấy biến mất rồi chừng mấy ngày gian thừa phỉ lúc này gian đại sư lái một chiếc vừa nhìn liền rất đáng giá xe việt giả tự hồ đang chờ bọn hắn hắn bên người còn đứng trước cái vóc người cường tráng đại hán hẳn là mới tới bảo tiêu đồng nguyễn quan sát trước bắp thịt của hắn bỗng nhiên có sâu sắc cảm giác nguy hiểm nàng còn nợ trước gian đại sư ba vạn đồng tiền đây bất luận làm sao cũng đắt làm mãn một tháng đem nợ nần trả lại mới được Giang nguyên cũng nhìn thấy tiểu thúc thúc tân mang bảo tiêu hắn nhíu mày hỏi chính mình tiểu thúc thúc tiểu thúc thúc ngươi đây là chuẩn bị làm một vố lớn giang thừa phỉ khẽ mỉm cười nụ cười cao lãnh tự phụ thế nào cũng phải để những kia không tuân kỹ thủ pháp người trả giá thật lớn thúc cháu hai hài lòng trò chuyện đồng uyển nhưng lo lắng trước chuyện khác nàng nhìn nhìn mới tới đối thủ cạnh tranh lại nhìn nhìn mình tế cánh tay tế chân nhi cẩn thận hỏi giang thừa phỉ lão bản ngươi sẽ không tính toán đuổi việc ta chứ nếu như giang đại sư thật sự có ý này nàng tuyệt đối phải khiêu chiến một hồi này mới tới bảo tiêu để các lão bản biết mình mặc dù coi như yếu bắt đầu đánh nhau khả một chút đều không yếu tuyệt đối là xứng đáng này ba vạn khối tiền lương may là giang nguyên tiểu ca ca cho nàng ăn tề định tâm hoàng uyển quyển đừng lo lắng ngươi hiện tại là hộ vệ của ta hạ bình là ta tiểu thúc thúc bảo tiêu các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, một chút đều không ảnh hưởng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đồng Nguyễn ám đâm đâm thở vào nhẹ nhõm, đang muốn cảm tạ tiểu ca ca trận chiến đấu nghĩa, ai biết Giang thừa phỉ gõ gõ Giang Nguyên vai, nói rằng Hạ Bình cùng ngươi, Nguyễn Nguyễn theo ta. Hời hợt một câu nói, để Giang Nguyên ngay lập tức sẽ nổ. Tại sao? Hắn căm tức chính mình tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc ngươi đều cao tuổi rồi, để cái tiểu cô nương bảo vệ, ngươi hại không xấu hổ a." À. Giang Thừa Phỉ cười nhạt. "Ta ra tiền, ta quyết định." Giang Nguyên lập tức liền túng. Hắn gần nhất tuy rằng phát ra bút tiểu tài, sống phóng túng không lo, nhưng cũng không đến có thể tùy ý thuê bảo tiêu mức độ, hơn nữa trong kế hoạch ký kết kim không còn, cũng là bút tổn thất không nhỏ, hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào cùng tiểu thúc thúc cái này cường hào bính tài lực. Giang Nguyên trùng đồng Nguyễn vẫy vẫy tay. Nguyễn Nguyễn lên xe, tọa bên cạnh ta. Hai vị lão bản xé bức, ai bỏ tiền ai là lão đại, đồng Nguyễn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lập tức nghe lời ngồi quá khứ, Giang Nguyên bất đắc dĩ ngồi ghế cạnh tài xế thượng, nhìn sát vách chuyên tâm lái xe hạ bình, trong lòng uất tức cực kỳ. Quả thực so với đã trúng hắc quyền còn muốn uất tức. Hắn lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ cho đồng Nguyễn phát ra điều vi tin. Nguyễn, Nguyễn xuống xe ta mời ngươi ăn bánh màn thầu a điện thoại di động tiếng nhắc nhở vang lên đồng viễn đang muốn mở ra xem liền nghe sát vách gian đại sư nói rằng hạ bình trù nghệ rất tốt trở lại có thể nếm thử thủ nghệ của hắn so với giang nguyên tốt lắm rồi thật sự a đồng viễn đầu tiên là vui vẻ rất nhanh liền nghĩ tới một cái vấn đề khác mới tới bảo tiêu không chỉ dài đến hung hãn còn lại biết lái xe lại hội làm cơm nàng tự hồ lại có chút nhi không an toàn. Giang đại sư, ta tuy rằng làm cơm đắt không ra sao, thế nhưng ta cũng có thể học. Nàng nói thật. Giang thừa phỉ động viên vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nguyễn Nguyễn đừng lo lắng, ngươi bảo vệ tốt ta là được, những khác có Giang Nguyên đây. Đồng Nguyễn lập tức gật đầu. Cảm ơn lão bản, ta bảo đảm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước ngồi kế bên tài xế, Giang Nguyên càng nghe càng cảm giác khó chịu, sau khi xuống xe, thừa dịp đồng quyển đi nhà cầu công phu, hắn thấp giọng hỏi Giang thừa phỉ. Tiểu thúc thúc, thành thật khai báo, ngươi có phải là coi trọng nhân gia tiểu cô nương? Không phải vậy làm sao vô duyên vô cớ hiến nổi lên ân cần, vừa nhìn liền không có lòng tốt. Giang thừa phỉ tao nhã cười. Có thể làm cho người ta mang đến vận may tiểu cô nương, ai không yêu thích đây? Chương 13 Chương 13 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giang thừa phỉ thoại nhìn như rất có đạo lý, thế nhưng Giang nguyên nghe trong lòng luôn có một chút không thoải mái. Thật giống như hắn quan tâm Đồng Uyển cũng chỉ vì tiền tự. Chờ Đồng Uyển trở về, hắn liền đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng thầm thì nói: "Đừng quá tin tưởng ta Tiểu thúc thúc, hắn tốt với ngươi chỉ là vì tiền. Này có cái gì, ta cho hắn công tác cũng là vì tiền a?" À. Đồng Uyển kinh ngạc nhìn hắn không hiểu Giang nguyên tại sao bỗng nhiên nói cái này. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta nếu như không vì tiền tại sao phải làm cho người ta làm hộ vệ, mình sống phóng túng tiêu giao tự tại thật tốt. Giang Nguyên lại không có gì để nói. Hóa ra này hai đều rất sách đắc thanh, chỉ có hắn mình là một ngốc tử. Mặt sau lử đồ trung, Giang Nguyên một người rầu rĩ ngoạn điện thoại di động, đồng Nguyễn cùng mới tới bảo tiêu đồng liêu thảo luận nghiệp vụ kỹ xảo, Giang thừa phỉ thì lại ôm nô tê bốt bận biểu công tác, ba người các bận biểu cát, bất tri bất giác, xe liền mở ra ngoại long sơn dưới chân. Đồng Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn sườn núi nơi này tiểu tiểu đạo quan, hỏi Giang Nguyên. Ngươi đoán mấy ngày nay có người hay không đến phá cửa? Giang Nguyên lạnh mặt nói. Coi như có người đến phá cửa, ta tiểu thúc thúc cũng sẽ không cho ngươi gia công tư. Đồng Nguyễn. Đang yên đang lành làm sao bỗng nhiên liền thay đổi cái mặt, hiện tại tiểu nam sinh tâm thực sự là đoán không ra uyển quyển nắm tiền đi mua một ít nhi ăn bữa ăn tối hôm nay ngươi phụ trách may là giang thừa phỉ trước sau như một hiền lành hắn móc ra một trăm khối đưa cho đồng uyển mình thì lại mang theo hạ bình hướng về trên núi đi đến giang nguyên cũng đi theo đi rồi một lúc hắn đột nhiên hỏi giang thừa phỉ tiểu thúc thúc tới nơi này gây sự đến tột cùng là người nào ngươi có manh mối sao có phải là cùng gia gia bên kia có quan hệ? Giang thừa vĩ lắc đầu. Không rõ ràng, thế nhưng lão đầu tử coi như lại tẻ nhạt, cũng sẽ không tìm người đến đánh ngươi. Giang Nguyên ngẫm lại cũng đúng, gia gia tuy rằng ở phía sau đại vấn đề tình cảm thượng khá mạnh thế, những phương diện khác nhưng là cái rất cốt trưởng bối, đặc biệt là rất tự bên, tuyệt không có phái người đến đánh đạo lý của hắn. Này đến tột cùng là người nào, làm sao sẽ biết cái này đạo quán nhỏ? Lẽ nào là thù của gia gia gia? Giang Nguyên nhíu nhíu mày, cảm giác sự tình càng rối loạn. Tại sao Tiểu Thúc Thúc xuất ngoại lâu như vậy, một mực lựa chọn ở năm nay vào lúc này đến Đạo Quang, Đồng Nguyễn cũng vào lúc này đến bái đại sư, mà những người kia cũng vừa hay ở tiết điểm này tới gây sự. Tất cả mọi chuyện đều tập hợp đến cùng một chỗ, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hắn hỏi Giang Thừa Phỉ. Tiểu Thúc Thúc Người nước ngoài chuyện làm ăn kỳ thực rất trọng yếu chứ. Tại sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Tiểu thúc thúc nhận được điện thoại thì với hắn trụ một cái phòng, hắn cũng mơ mơ màng màng nghe xong một ít, biết nước ngoài bên kia hợp tác rất trọng yếu, tuyệt không là hai, ba thiên liền có thể xử lý xong. Giang thừa phỉ mặt chốc lát, đột nhiên hỏi. Ngươi nhớ tới cha mẹ ngươi là lúc nào kết hôn sao? 20 năm trước. Giang Nguyên không chút nghĩ ngợi nói ra đáp án, bọn họ kết hôn không bao lâu thì có ta, ta sang năm liền mãn 20. Nếu như cha mẹ hắn không có ly hôn, năm nay hẳn là 20 chu niên ngày kỷ niệm. Lão đầu tử theo ta mẫu thân kết hôn là 30 năm trước, mà hắn cùng đời thứ hai thê tử kết hôn, nhưng là 40 năm trước. Giang thừa phỉ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Người thân nải nải, lão đầu tử người đầu tiên nhận chức thê tử, hẳn là 50 năm trước cả cho hắn giang nguyên thân thể bỗng nhiên có chút cứng ngắc chỉ chốc lát sau hắn từng chữ từng câu nói phụ thân ta cưới đời thứ hai thê tử là ở 10 năm trước nghỉ hè khi đó ta tiểu học mới vừa tốt nghiệp nhớ tới rất rõ ràng cùng năm mùa đông lão đầu tử theo ta mẫu thân ly hôn không qua mấy ngày liền cưới hắn đệ tứ nhậm thê tử giang thừa phỉ đốt điếu thuốc lượng lờ khói thuốc chung hắn vẽ mặt có chút mơ hồ giang nguyên ngươi luôn luôn thông minh cảm thấy đây là trùng hợp sao? Giang Nguyên chấn động sợ nói không ra lời. Bị tiểu thúc thúc vừa đề tỉnh, hắn bỗng dưng phát hiện, Giang gia nam nhân kết liễu nhiều như vậy thứ hôn, thay đổi nhiều như vậy thê tử, ngẫm nghĩ lên, mỗi một lần hôn nhân, lại không nhiều không ít đều cách trồng rã 10 năm. Hắn cũng rút một điếu thuốc, âm thanh khô khốc nói rằng: Vì lẽ đó, năm nay là lại một cái 10 năm sao? Không sai. Giang Nguyên gật đầu. Quảng thời gian trước lão đầu tử gọi điện thoại cho ta, nói ta năm nay nên kết hôn, vì lẽ đó ta đã trở về. Ta trở về không phải muốn nghe lời nói của hắn bé ngoan kết hôn, mà là muốn biết rõ ràng, trong lúc này đến cùng có quan hệ gì. Sơn đạo đã đi đến cuối con đường, phía trước chính là rách nát đạo quán nhỏ, bởi vì trước đó vài ngày bị đập phá môn, đạo quan toàn bộ mở rộng trước, cảnh tượng bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Giang thừa phỉ đá văng ra bên chân gỗ vụng nơi, nhìn vị này hôi phát phát tài thần tượng, nói rằng: mẫu thân ta nói cho ta, mỗi cách 10 năm, lão đầu tử sẽ tới đây đạo quan một lần, năm nay hẳn là sắp đến lúc rồi, coi như không có những việc này, lão đầu tử cũng nên lại đây chứ. Giang nguyên do dự chốc lát, thấp giọng nói: ta ngày hôm trước cho nhà gọi điện thoại tới, trương thúc nói gia gia gần nhất thân thể không tốt lắm, thầy thuốc không đề nghị hắn đi xa nhà thật sao? Giang thừa phỉ cười nhạo một tiếng, đạo, 10 năm trước thân thể hắn cũng không tốt lắm, còn có thể lấy cái như hoa như ngọc tiểu kiều thê, lần này làm sao liền không thể ra xa nhà. Giang thừa phỉ mẫu thân không cam lòng nhất tâm một điểm chính là, Giang quốc hoa cùng với nàng ly hôn năm ấy, thân thể kỳ thực đã rất kém cỏi, nàng tỉ mỉ chăm sóc hắn lâu như vậy, cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi cửa, đoạn thời gian đó nàng chịu đã kích rất mạnh mẽ, thậm chí bởi vì suy nhược tinh thần không thể không vào ở viện dưỡng lão cũng bởi vì như thế nàng đang ly hôn quan tòa sa súc tận hạ phong giang thừa phỉ thân muội muội giang ninh nhu bị ép ở lại giang gia giang nguyên cũng biết chuyện này tuy rằng hắn lúc đó tuổi còn nhỏ nhưng nhớ tới đặc biệt rõ ràng năm ấy đối với giang gia tới nói cũng là đặc biệt gian nan một năm đối thủ cạnh tranh chèn ép công ty tài chính thiếu tối thời điểm nguy cấp giang gia hầu như kề bên phá sản cũng chính là năm ấy hạ thiên, gia gia quyết định thật nhanh, buộc phụ thân hắn cùng mẫu thân ly hôn, cưới hiện tại thê tử, sau đó ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa ở giới kinh doanh đứng vững bước chân. Vì lẽ đó gia gia lần này lại muốn tới đạo quan vi Giang gia tìm kiếm đời tiếp theo tức phụ sao. Gia Nguyên thấp giọng tự nói trước, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, lại có chút tự dẻo, không biết đồng viễn biết những chuyện này sao. Nàng tới nơi này đúng là bái đại sư, vẫn là vì chuyện khác. Nhà đầu kia nên không rõ ràng, nàng nếu như biết đến thoại, thì sẽ không đần độn cầm cái kia kim tài thần đến bái đại sư. Giang thừa phỉ kéo kéo khóe miệng, bỗng nhiên từ trong túi lấy ra cái đông tây, tiện tay ném cho Giang Nguyên. Kim sáng sáng một cái tài thần, chỉ có to bằng ngón cái, xem ra có chút quen thuộc. Giang Nguyên khẽ cau mày. Này không phải đồng nguyễn tài thần sao? Làm sao hội ở trong tay ngươi? ngươi nhìn kỹ một chút, cái này so với đồng viễn tài thần hơi lớn một chút. Giang thừa phỉ loan loan môi, nụ cười mang theo vài phần bẩn cợt. Cái này tài thần có một đôi, là lão đầu tử đưa cho ta mẫu thân, nói là cho ta định thông gia từ bé, một con khác ở ta vị hôn thê trên tay, ân. Ta nghĩ ngươi nên gặp qua. Ngoạ tào. Lại là tính vật đính ước. Giang Nguyên cảm giác mình tất cẩu không trách tiểu thúc thúc như vậy chắc chắc nói đồng uyển là mình tiểu thẩm thẩm nguyên lai nhân gia trong tay có tính vật đính ước nhà đầu kia thiên lý xa xôi cầm tính vật đính ước tới nơi này dĩ nhiên là dự định gả cho tiểu thúc thúc nói cái gì bái đại sư đi môi vận tất cả đều là lừa hắn gia nguyên càng nghĩ càng giận đang muốn tìm đồng uyển để hỏi rõ ràng hơi suy nghĩ bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện đồng nguyễn con kia kim tài thần không phải đã sớm ở đánh nhau thời điểm bỏ vào trên sơn đạo sao lúc đó hắn còn hỏi nàng có muốn hay không trở lại tìm kết quả nha đầu kia hẹp hòi ba lạp nói cái gì tài thần điếu rơi không mấy khắc không đáng giá liên tiền thuốc thang cũng không đủ ném liền làm mất đi căn bản không đem vật kia để ở trong lòng chẳng biết vì sao gian nguyên tâm tình lập tức liền tốt lên bị tiểu thúc thúc hãm hại lâu như vậy rốt cục có thể hòa nhau một ván Hắn khẽ mỉm cười, đang định cùng Tiểu Thúc Thúc nói một chút việc này, liền nghe đến Giang Thừa Phỉ điện thoại vang lên. Giang Thừa Phỉ nhận điện thoại, khởi điểm còn thật lòng nghe, sau đó vẻ mặt càng ngày càng khó coi, để điện thoại xuống thì sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Giang Nguyên tò mò hỏi: "Làm sao?" Giang Thừa Phỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Lão đầu tử theo ta mẫu thân nói, hắn tìm tới vị hôn thê của ta." nàng hiện tại ngay ở Lạc Thành, còn cầm tính vật tìm đến cửa. Giang Nguyên tay rung lên, thiếu một chút đem điện thoại di động cho quan ngã. Tiểu thúc thúc vị hôn thê không phải đồng Uyển sao? Đồng Uyển rõ ràng còn ở dưới chân núi mua bánh màng thầu đây, lúc nào chạy đến Lạc Thành đi tới.